Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tình ái từ ngàn đời nay vẫn là một khái niệm không ai định nghĩa được một cách chính xác. Và những bi kịch xoay quanh hai chữ ấy cho đến bây giờ vẫn còn tồn tại từ chính những con người mù quáng trong tình yêu. Để dẫn đến tấn bi kịch là một hệ lụy từ cuộc tình lăng nhăng vụng trộm của đôi trai gái. Người chồng hiền lành yêu vợ thương con, từ nạn nhân bỗng nhiên trở thành tội phạm rơi vào vòng lao lý. Trong câu chuyện ngày hôm nay, ai sẽ là người đáng thương, người nào là kẻ đáng trách? Để biết thêm chi tiết, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Chân không chạm đất, Phạm Văn Hưng cứ ngồi bung biêng trên chiếc ghế đá ở trong phòng hỏi cung tại trại tạm giam công an tỉnh Phú Thọ. Trông anh ta nhỏ thó, gầy gò như cậu thiếu niên nhưng lại mang gương mặt khắc khổ, già trước tuổi. Kể lại vụ án ra tay với vợ và tình địch là một người bạn thân của Hưng trong nhà nghỉ trước đó 2 ngày, Hưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh khó tin trước người lạ. Đằng sau những lời kể tưởng rất đều đều vô cảm của thủ phạm lại là một câu chuyện tình ngang trái. Nhưng mà những nhân vật trong cuộc giờ đây, người thì đã về thế giới bên kia, người thì bị bắt vào tù, phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật và sự dây dứt của hai chữ lương tâm. Đó là Phạm Văn Hưng, sinh năm 1978, ở tại xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Từ bé Hưng đã sớm mồ côi mẹ, bố Hưng ở vậy nuôi ba anh em Hưng khôn lớn trưởng thành. Thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ nên trong thâm tâm Hưng luôn ao ước sau này mình sẽ có được một gia đình riêng êm ấm hạnh phúc, nơi ấy các con của Hưng sẽ có đủ đầy cả cha lẫn mẹ. Khi đến tuổi cập kê, Hưng lấy chị Vũ Thị N, sinh năm 1983. Từ năm 2000, khi N còn đang là cô học sinh lớp 12, họ yêu nhau được một năm thì cưới. 3 năm sau hai người mới sinh ra đứa con trai đầu lòng, 3 năm sau nữa thì sinh tiếp một cậu con trai nữa. Trước đây Hưng làm ruộng, từ khi lấy vợ Hưng và chị N đi chợ để buôn bán hàng lặt vặt. Hưng kể, ngày đầu cuộc sống của vợ chồng em rất hạnh phúc, lúc nào cũng ríu rít vui vẻ. Vài năm sau vợ em sinh con trai đầu lòng, đúng thời điểm đó thì bố em ốm liệt giường. Để có người chăm con chăm bố, N bảo em cứ ở nhà, còn cô ấy sẽ chạy chợ để lấy tiền nuôi gia đình. Trong tình cảnh ấy em thấy phương án đó là hợp lý nhất nên đã đồng ý để cô ấy đi buôn bán. Đi chợ được một thời gian, thấy vợ bắt đầu có nhiều biểu hiện khác thường như ăn diện hơn, nhiều hôm đi sớm về muộn, thậm chí không ít lần lấy cớ phải đi lấy hàng và vợ Hưng đã không về nhà ngủ. Trong lời ăn tiếng nói, N thường than thở số mình không may mắn, nhất là rất hay so sánh chồng mình với chồng người khác. Hưng bảo, phải nghe những lời nói đó anh ta thấy chẳng dễ chịu gì, nhưng luôn tự an ủi rằng do vợ phải chịu quá nhiều áp lực cơm áo gạo tiền, cho nên anh vẫn cố thông cảm cho vợ. Nhiều lúc, Hưng nghĩ là vợ không còn yêu mình nhiều như ngày xưa là vì do cuộc sống không được như mong muốn, chứ không nghĩ vợ có người đàn ông khác ở bên ngoài. Chính vì nghĩ thế, nên những lần vợ đi chơi về muộn với những lý do như là đi thăm bạn ốm, dự sinh nhật người này, mừng đầy tháng con người kia. Hưng đều chấp nhận hết, ngay cả những lạnh nhạt trong quan hệ vợ chồng, Hưng cũng cho rằng tại vợ mình phải gánh vác lo toan nhiều quá mà bê trễ. Hưng chỉ nhắc vợ đừng chơi bời quá đà, hãy nghĩ đến con cái. Mỗi lần Hưng nói như thế, chị Nơ chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Hưng vẫn nghĩ là vợ không còn yêu mình nhiều vì cuộc sống không được như mong muốn. Rồi tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt, đã một lần anh ta làm đơn gửi ra ủy ban xã đòi ly hôn, nhưng chị Nơ không ký. Suy đi nghĩ lại thấy thương con, Hưng lại xé đơn đi. Khoảng 2 tháng gần đây, Hưng bắt đầu đi làm thợ xây kiếm thêm thu nhập, mỗi tháng chỉ được hơn 3 triệu, bóp mồm bóp miệng lắm thì mới đủ chi tiêu. Cuộc sống chẳng có gì là khá giả, không biết có phải đó là lý do khiến vợ Hưng ngày càng tỏ thái độ chán chồng hay không, nhưng thực tế là chị N thích đi chơi với bạn bè hơn. Không lâu sau, Hưng bắt đầu nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng với anh Đinh Văn Tê, sinh năm 1979, nhà ở cùng xã. Anh Tê chính là bạn thân của Hưng, hai người chơi với nhau từ bé và trước khi vụ án xảy ra thì hai người còn làm chung một đội thợ xây. Nhưng anh Tê là thợ cả, có quyền được phân công điều chuyển công việc đối với anh em trong đội. Trước là bạn học, nay lại hợp tác làm việc cùng nhau nên Hưng thường hay rủ Tê về nhà mình chơi. Lúc thì uống chén trà, khi lại dùng bữa cơm thân mật. Hưng đâu ngờ được rằng mình lại chính là cầu nối để vợ đầu mày cuối mắt với người bạn thân thiết. Hưng đau đớn thốt lên. Hình như cái tính lẳng lơ đã ngấm vào máu vợ em rồi nên cô ấy không thể nào thay đổi được. Từ khi nghe mọi người mách về mối quan hệ của họ, em đã để ý những lần Tê đến nhà chơi. Hễ anh ta cầm điện thoại ra chỗ vắng nhắn tin là kiểu gì em cũng thấy điện thoại của vợ em kêu tinh tinh. Mỗi lần như thế, cô ấy thường len lén giở điện thoại ra đọc rồi lại tủm tỉm cười thầm. Chuyện vợ Hưng và Tê quan hệ lén lút với nhau nhiều lần bị người trong làng bắt gặp rồi chuyện hộ chở nhau đi nhà nghỉ cũng đã đến tai Hưng. Hưng bảo lần này anh ta không còn hồ nghi những lời thiên hạ nói nữa bởi thực tế vợ anh ta đã từng có một quá khứ lỗi lầm.
Khi mối nghi ngờ càng ngày càng rõ rệt, nó như con rắn bò len lỏ trong suy nghĩ của Hưng, anh ta quyết tâm sẽ theo dõi để bắt quả tang. Sáng mùng 07 tháng 11 năm 2012, Hưng được anh Tê điều chuyển đi làm công trình khác. Nghi ngờ đó chính là kế hoạch điệu hổ ly sơn của anh Tê, hòng tạo thời cơ quan hệ với vợ mình, Hưng giả vờ đi làm nhưng đã bí mật quay lại. Được một người hàng xóm mách, vừa thấy anh Tê chở vợ mình vào nhà nghỉ, Hưng liền thuê một ông xe ôm tên là Phạm Kim Thắng, sinh năm 1958, ở Sóc Đăng chở đi tìm vợ. Thấy họ đi về hướng Phúc Lai, Hưng liền bám theo. Khi chị N và anh Tê đã lên phòng, Hưng nhào vào hỏi cô Lễ Tân nhà nghỉ. Cô Lễ Tân vội vàng chạy ra cửa sau căn phòng gõ cửa báo động, chị N và anh Tê sợ hãi mở cửa chính chạy ra, thì Hưng ào vào như một cơn gió. Anh ta xô vợ ngã ra giường rồi ra tay với vợ, sau đó Hưng quay sang tác động vào anh Tê cho đến khi cặp đôi gục xuống. Kẻ cuồng ghen này chạy xuống nhà nói với ông xe ôm, anh chở em về nhà anh trai em. Ông xe ôm làm theo lời Hưng như một cái máy. Sau khi ra tay với vợ và bạn học, Hưng đã chạy về nhà anh trai của mình và kể lại toàn bộ sự việc. Người anh trai Hưng đã khuyên anh ta ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tại cơ quan công an, Hưng đã thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc. Khi được hỏi việc hung khí gây án lấy ở đâu, Hưng cho biết mang ở nhà đi, bình thường vẫn dùng để thái rau. Hưng định mang đi phòng vệ và đe dọa, nhưng khi thấy Tê và vợ trong nhà nghỉ, Hưng không kiềm chế nổi bản thân nữa. Lúc bấy giờ ức chế quá, vì nghĩ Tê là thằng bạn chơi thân với mình mà lại quay ra phản bội. Hưng thấy uất quá không kìm nổi nên ra tay. Ngày 11 tháng 11 năm 2012, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giam đối tượng Phạm Văn Hưng về hành vi sát hại người. Sau đó, Hưng bị tòa xử 20 năm tù vì tội danh trên. Thời gian thi hành án tại trại giam Suối 2, Ba Vì, Hà Nội, Hưng luôn cố gắng cải tạo thật tốt để sớm được giảm án về với các con. Hưng bảo điều anh ta ân hận nhất là đã tự tay phá vỡ gia đình, bản thân mình thì phải lĩnh án dài. Hưng tâm sự. Nhiều lúc em nghĩ tiêu cực lắm, muốn ra đi cho xong, nhưng rồi lại tự dặn mình là phải cố gắng. Em còn con, còn bố, không thể làm điều dại dột được. Nhất định khi ra trại, việc đầu tiên em làm là đến mộ vợ thắp một nén nhang, xin cô ấy tha thứ. Dù cô ấy đã từng có lỗi với em, nhưng trong thâm tâm em còn yêu và thấy hối hận với cô ấy nhiều lắm. Giá như em bình tĩnh hơn một chút thì kết cục đau lòng đã không xảy ra. Biết đâu đó vợ em sẽ hối cải mà quay về bên chồng con và vợ chồng em lại có thể sống hạnh phúc bên các con của mình. Thưa quý vị, chuyện quan hệ ngoài luông, không chung thủy thì chưa bao giờ có một kết cục tốt đẹp cả. Dù có là ông ăn trả, bà ăn em nhưng khổ nhất vẫn là những đứa con. Câu chuyện cũng là một bài học đắt giá về tình yêu và sự chung thủy của cuộc sống hôn nhân gia đình. Hãy dừng ngay những ý nghĩ sai trái trước khi quá muộn. Các bạn có cảm nhận gì về câu chuyện trên? Hãy để lại bình luận phía bên dưới để cho chúng tôi cùng được biết nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Đừng quên like và subscribe để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất với những câu chuyện hay và hấp dẫn khác nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị. We'll be right back.